Vũ Luân sinh 1972. Ở tuổi U50, Vũ Luân vẫn đi về lẻ bóng một mình. Khi phóng viên hỏi về chuyện tình yêu gia đình, Vũ Luân cười hiền bảo, cuộc đời anh đó giờ chỉ hai người thương. Tiếc rằng hai cuộc tình đó đều không trọn vẹn, bị fan dựng chuyện làm tình duyên dang dở. Hồi chưa đi hát, Vũ Luân cũng quen một cô gái, nhưng khi vào nghề, anh thấy mình yêu nghề hơn nên tạm biệt tình yêu trai gái để dành trọn cho đam mê nghệ thuật. Vừa bước chân vào nghề, Vũ Luân đã may mắn được khán giả đón nhận chứ không phải thầm lặng làm việc mà không ai biết tới. Vừa đẹp trai vừa nổi tiếng lại hát hay, nên Vũ Luân trở thành chuẩn soái ca trong mắt của cô gái 7X và 8X thời bấy giờ. Nhưng trái tim anh chỉ bị lỗi nhịp bởi một người, cũng là bạn diễn ăn ý với anh trên sân khấu cải lương. Nhiều khán giả sau này vẫn nhầm tưởng đó là nghệ sĩ Tâm Tâm, bởi cô từng lên báo chia sẻ chuyện tình lãng mạn của mình với Vũ Luân, nhưng Vũ Luân thì khẳng định, người tôi thương là một người khác, còn Tâm Tâm ngộ nhận là tôi thương cô ấy. Hồi đó chúng tôi đều còn nhỏ và học chung trường Trần Hữu Trang. Sinh nhật Tâm Tâm, trong lớp ai cũng tặng quà này quà kia, tôi không biết nên tặng gì cho quý, vậy là tôi dắt Tâm đi mua một chiếc nhẫn. Tôi khờ cứ nghĩ nhẫn là quý, còn Tâm thì nghĩ được tặng nhẫn là anh ấy thương mình. Thật tình tôi chưa bao giờ nhắn tin, ngỏ lời hay đặt vấn đề tình cảm, đi chơi, đi ăn uống riêng với Tâm Tâm. Tôi luôn xem Tâm như một người bạn học chung với lớp. Khi biết Tâm hiểu lầm, tôi thấy mắc cười nên cũng không giải thích. Anh nói thêm, hồi đó tôi và một cô bạn diễn thương nhau, chúng tôi quen khổ lắm, bị áp lực của khán giả nên không đến được với nhau. Xung quanh cô ấy và xung quanh tôi đều có những người nói ra nói vào một cách vô tình. Thậm chí, fan bịa đặt ra những câu chuyện tưởng như là thật để đôi bên hiểu lầm nhau. Cũng bởi vì vậy mà cuộc tình tan vỡ. Sau này, khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi mới biết chuyện nhưng mọi thứ đã xong hết rồi. Giờ hai người giữ tình bạn tốt dành cho nhau. Như thế có khi cũng là một nguyên nhân tốt, vì khi diễn cảnh yêu đương mùi mẫn trên sân khấu, khán giả mới thương. Lấy nhau rồi có khi lại không còn đẹp nữa. Trong giới cảnh cải lương có một luật gầm, đã là cặp bạn diễn ăn ý trên sân khấu thì tốt nhất không nên cưới nhau. Nếu kết hôn, hôn nhân hạnh phúc thì không được tổ đãi trong nghề. Nếu tổ đãi thì chắc chắn hôn nhân trắc trở, và chỉ trong giới cải lương mới bị như vậy. Như nhiều câu chuyện tình của nhiều đồng nghiệp khác trong giới cải lương, chuyện của Vũ Luân với bạn diễn dường như cũng ứng nghiệm với cái luật bất thành văn này. Vũ Luân giải thích, tự cổ chi kim đã là như thế, trong giới cải lương, nghệ sĩ nam thường có fan nữ và nghệ sĩ nữ thường có fan nam thích mình. Đã hát chung thì không nên lấy nhau, lỡ có thương nhau nên mối quan hệ tình bạn thì nên lén lút chứ đừng công khai và cũng đừng kết hôn, như vậy sẽ rất đẹp và giữ được fan hâm mộ. Khán giả thấy mình và bạn diễn úp úp mở mở thì thấy dễ thương, họ mong hai người sắp thành một cặp. Nhưng khi hai người thương nhau thật thì họ lại không thích và tìm cách phá. Bị gia đình người yêu ép nghỉ hát. Từ cuộc tình ấy, Vũ Luân phải mất rất lâu sau khi mở lòng đón nhận một người con gái khác. Cô ấy kém anh gần 20 tuổi, là tiểu thư con nhà giàu có, thế lực ở Sài Gòn. Cô ấy cũng là một khán giả ái mộ anh. Vũ Luân bảo, anh và bạn gái rất hợp nhau, dù là con nhà giàu, tiểu thư, khuê cát, nhưng bạn gái anh không chảnh, thậm chí rất hiền và ngoan. Mỗi lần anh đi tỉnh hát, người yêu muốn đi cùng, nhưng chỉ cần anh bảo ở nhà là cô như con mèo ngoan ngoãn vâng lời, không dám đòi theo nữa. Không phải Vũ Luân ngại gì, khi biết đi tỉnh cực, anh sợ cô chịu không nổi, và anh cũng không muốn người yêu phải vất vả. Yêu đến thế, thương đến thế, vậy mà Vũ Luân vẫn quyết định chia tay, anh kể. Cô ấy là con một, gia đình giàu có thế lực ở Sài Gòn này. Ba mẹ cô ấy cũng rất thương tôi nhưng lại không muốn cho tôi đi hát. Họ muốn tôi làm kinh doanh theo con đường mà họ sắp đặt sẵn. Tôi không phải kinh doanh được. Tôi chưa từng làm bộ show và ăn nên làm ra. Giờ tôi cũng đang kinh doanh mỹ phẩm và thu nhập không tệ. Nhưng vấn đề là gia đình cô ấy áp đặt tôi vào công việc kinh doanh của họ. Họ in sẵn card với mức danh giám đốc bằng tên thật của tôi. Họ đặt công ty ở Hà Nội và muốn tôi ra đó làm việc. Dù không nói thẳng nhưng động tác đó chính là muốn cắt đứt con đường đi hát của tôi. Khi tôi đi từ chối không nhận, gia đình giận và cấm không cho hai đứa quen nhau. Tôi nói với cô ấy, gia đình và em biết anh vì anh là nghệ sĩ, vì anh là Vũ Luân. Nếu anh là một người bình thường ở ngoài thì gia đình có mời anh làm giám đốc không? Việc làm card và đem tên thật của anh vào tất cả hồ sơ, đặt văn phòng ở Hà Nội và động tác kêu anh nghỉ hát, nếu nhận anh không làm được thì chuyện gì xảy ra? Nhưng đó là quyền không nhận, vậy sao ai lại giận anh?
Dù gia đình cấm cản nhưng cô ấy quá thương tôi nên chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau. Nhưng tới một thời điểm tôi nghĩ cần phải chấm dứt cuộc tình này. Tôi không để cô ấy chờ mãi như thế. Tôi cũng không đủ bản lĩnh để đồng ý cho cô ấy bỏ nhà theo mình. Tôi là một nghệ sĩ có tên tuổi, không để báo chí, truyền thông hay mọi người nhìn vào nói tôi dụ dỗ cô ấy bỏ nhà đi được. Hơn nữa, gia đình cũng chỉ có mình cô ấy là con gái độc nhất. Tôi quyết tâm chia tay. Cô ấy tới nhà tôi đóng cửa không tiếp. Cô ấy buồn khóc rất nhiều nhưng tôi buộc phải làm vậy, vì chỉ có cách đó hai đứa mới chấm dứt được. Sau khi chia tay, tôi cũng qua nước ngoài để quên đi mọi thứ. Kể từ đó đến nay cũng 6 năm, chúng tôi không liên lạc. Tôi cũng không biết giờ cô ấy thế nào. Để tự an ủi mình, Vũ Luân xem chuyện tình của anh với người con gái ấy là duyên nợ ngắn trong đời. Hết duyên, hết nợ thì đi. Hiện tại, Vũ Luân sống một mình và chăm sóc người anh lớn có bệnh từ nhỏ. Anh bảo mình là người nặng gánh gia đình, luôn chăm lo cho các anh chị em trong nhà, nhưng chẳng ai chăm anh. Dường như mọi người mặc định, việc Vũ Luân yêu thương, lo lắng cho họ là trách nhiệm của anh nên vô tâm quên mất phải yêu lấy anh, em mình. Đi làm, thấy mọi người có gia đình hỗ trợ, nhiều lúc anh cũng tủi thân và dẫu mỏi mệt. Chẳng biết dựa vào ai nhưng Vũ Luân như đã quen với cuộc sống cô đơn này nên anh bình thản chấp nhận. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân viết làm bầu dù thua lỗ. Chàng dựng lại kịch bản cải lương tuồng cổ nổi tiếng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Ông Hồ Vũ Luân thừa nhận dù lỗ vốn vẫn duy trì hoạt động. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết, nhìn thấy sự sa sút của dàn sàn diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm nghệ sĩ xã hội hóa của anh đã bắt tay thực hiện các dự án dư cải lên tới với khán giả thành phố. Không hẹn mà gặp, các dự án lớn của chúng tôi đã cùng triển khai để sàn diễn cải lương sáng đèn tại trung tâm thành phố. Ngoài nhóm của tôi, còn các nghệ sĩ khác như Chí Linh, Vân Hà, Bình Tinh và Kim Tử Long. Chúng tôi đều làm theo mô hình xã hội hóa, hướng đến việc xây dựng những tác phẩm hay phục vụ khán giả yêu nghệ thuật cải lương. Các nghệ sĩ đã dốc toàn lực cho đợt hoạt động này trên phương thức cùng hợp tác và doanh thu bán vé đầu tư cho các vở diễn tiếp theo, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết. Sau vở Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã lên kế hoạch tái dựng các vở Gánh Cải Trạng Nguyên, Bất Ngôn Đồ Đại Việt, Giang Sơn Mỹ Nhân, Tiếng Hạt Trong Trăng. Dự kiến hơn 50 nghệ sĩ nổi tiếng sẽ luân phiên tham gia các vở diễn này. Ngoài ra, Vũ Luân còn mong muốn tái dựng các tác phẩm đỉnh cao như Tô Ánh Nguyệt, Đường Gươm Nguyên Bá, Khi Người Điên Biết Yêu, Lan và Điệp. Anh chia sẻ, chúng tôi sẽ mời đạo diễn trẻ để dàn dựng để mang lại sự hấp dẫn trẻ trung cho đợt biểu diễn tại rạp Trần Hưng Đạo. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương đã nhận được sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân để đứng ra tổ chức chương trình nghệ thuật cải lương tôn vinh tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, soạn giả Thế Châu, Viễn Châu, Hà Triều, Hoa Phượng, Kiên Giang, Nguyên Sắc, Nhị Kiều. Việc tổ chức biểu diễn cải lương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua cho khiến sàn diễn hiu hắt là do sự thiếu đoàn kết. Hôm nay, chúng tôi mong muốn đưa cải lương ra sân khấu trung tâm không phải là điều mới lạ, nhưng là cách để đầu tư cho các vở diễn ra đều đặn phục vụ khán giả. Cái khó hiện nay là do các nhóm xã hội hóa không có điểm diễn. Mọi thứ chúng tôi đều phải thuê, đạo diễn và tác giả kịch bản nếu ủng hộ tiền tác quyền cũng đỡ một phần kinh phí, nhưng diễn viên những các sơ cao sẽ rất khó tổ chức. May thay, qua đợt này, anh chị em nghệ sĩ đều đồng lòng chung sức để duy trì ổn định lịch diễn, vượt dậy sàn diễn cải lương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết. Khác với những lần ra quân mang tính chất đơn độc, lần này nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân rất nhiệt huyết khi có sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp. Điều đó cho thấy sự năng động của anh đã chạm đến một chiến lược cụ thể mà giới nghệ sĩ cải lương mong mỏi. Đó là duy trì sự sáng đèn vào cuối tuần để phục vụ người xem.